Tài nghĩ là Tài giống anh chàng trong phim Forrest Gump. Không biết là mọi người có xem phim đó chưa, nhưng mà đó là một chàng trai với một cái sự lương thiện thuần khiết và với một cái tình yêu thuần khiết. Và anh ta đối chọi với tất cả những khó khăn trong cuộc sống bởi chính cái sự lương thiện và chính cái tình yêu đó. Và cuối cùng anh ta đã trở thành một người thành công và nhận được rất là nhiều sự giúp đỡ. Thì Tài cũng đang tự thấy mình có được những may mắn giống như vậy. Henry nghĩ Henry giống một con ngựa hoang. Tại vì Henry, tính của Henry thích phiêu lưu, thích khám phá, thích sự tự do. Thì giống như một con ngựa hoang chạy nhảy khắp nơi trên một cái thảm cỏ xanh hoặc là những cái đồi núi. Chúng ta tưởng tượng tôi đặt là một cái gia vị đó, mà gia vị nấu ăn đi mà không thể nói được. Tại vì cái tính cách của chúng nó kỳ lạ lắm. Một mình thì lúc vui, lúc buồn, lúc bay bổng, lúc cái mút nó ở dưới đầu, dưới sàn. Và có thể là một chút, nếu mà gặp với bạn bè đi, sẽ rất là cuồng nhiệt, rất là điên khùng. Tức là chúng sẽ là người hoạt náo tất cả mọi người ở đó. Nếu là, đây là chúng nói thật, tất cả mọi người đều là bạn chung thì sẽ thấy chung cực kỳ vui tính. Nhưng nếu gặp ở một đám đông thì thấy chung là một người cực kỳ điềm đạm và kiểu ít nói. Khi tưởng tượng bản thân mình giống một điều gì á, thì mình tưởng tượng đến đồ uống đi. Mình nghĩ trà sữa. Tại vì mẹ mình và những người xung quanh mình thường hay nói là mình bị ngọt ngào quá, mà chắc mình nghĩ là giống trà sữa. Ngoài ra trà sữa còn chất gây nghiện nữa. Bài hát Có Lúc của nhạc sĩ Phạm Hoài Nam hát trong cái ca từ đó, nó nhiều khi nó thấy rất là hợp với con người của mình. Nếu như mà để mình lựa chọn thì mình nghĩ là mình sẽ chọn bông hoa hướng dương. Bởi vì hoa hướng dương thì luôn hướng về phía mặt trời và luôn hướng về những điều tươi mới. Mình luôn nghĩ mọi thứ theo hướng tích cực. Mình có một câu đó là không cần biết bạn làm gì, chỉ cần biết là bạn có cố gắng làm điều đó hay không thôi. Tôi nghĩ là tôi sẽ giống một con sư tử. Bởi vì tôi luôn muốn bảo vệ những người thân, bảo vệ gia đình của mình. Từ trước giờ Thế Son luôn nghĩ mình là một con mèo. Bởi vì Thế Son, thực ra thứ nhất là Thế Son yêu mèo, và thứ hai là Thế Son muốn sống như loài mèo. Bởi vì mèo suốt ngày ăn, ngủ, chơi và lười. Thế Son nghĩ là mình người giống mèo. Có lẽ là trước khi thấy mình giống một nồi cá kho nhiều hơn. Nếu như mà để muốn có một nồi cá kho ngon thì mình phải kho rất nhiều, rất nhiều lần và kho rất tỉ mỉ. Cháu hiểu không? Rất là đa dạng, dai như thịt, nhưng mà thỉnh thoảng lại mềm mại như là đậu phụ. Nhưng cháu hiểu, lần đầu tiên thì cảm thấy mình hơi khó gần. Nhưng mà nếu mà mọi người ăn thử cháu thứ rồi ấy, chắc chắn mọi người sẽ nghiện. Như là bún đậu mắm tôm với thịt lợn ba chỉ. Cháu hiểu, béo béo, nồng nồng, cay cay, đắng đắng, ngọt ngọt, chua và ngậy.